Hãy xin chào các bạn đã đến với kênh Nhâm Trần FV nha. Hôm nay mình chia sẻ món nuôi nấu sườn với nước dùng ngon, ngọt thanh, vị đậm đà, thịt sườn mềm, thơm, kết hợp với nuôi ăn sần sật, nóng hổi. Rất là ngon luôn các bạn. Món ăn rất hợp để ăn sáng nè, hoặc là lâu lâu nấu để đổi món cho bữa cơm gia đình cũng rất là tuyệt luôn. Rồi, thì bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nha. Đây là những nguyên liệu chính của mình chuẩn bị gồm có nè. Thịt sườn heo mình chuẩn bị là 800g đã chặt khúc khoảng chừng 5cm sẵn rồi đó các bạn. Trứng cút mình chuẩn bị là 20 cái đã luộc rồi bóc vỏ để sẵn luôn, lát nữa mình chỉ cần đem đi nấu thôi. Giò sống 150g, nấm mẹo khô 8g, một củ hành tây lớn nè khoảng chừng 180g, vài gốc ngò rí, thêm ít gốc hành lá nữa nè. Có một củ cải trắng loại lớn khoảng chừng 200g. Và một cái bắp tươi. Tôm khô 20g. Tỏi 25g. Hành tím khoảng chừng 80g. Lui mình chuẩn bị nhiêu đây là 300g đó các bạn. Đó, nguyên liệu chính của mình cũng đã chuẩn bị xong. Thì bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết nữa nha. Thì đầu tiên mình ngâm nấm mèo trong cái nước ấm nè, cho ngập luôn. Tôm khô mình cũng ngâm trong cái nước ấm luôn nha các bạn. Đó, thì mình nấu nước nó vừa kêu ấm mình tắt, sau đó mình cho vô. Tiếp tục cho cái nước ấm vô trong cái thau lớn khoảng chừng 2 lít. Cho hành tím đập dập 4 củ vô nè. Muối 1 muỗng cà phê. Sườn đó, cho hết vô để mình ngâm nha. Đó, thì mình sẽ sơ chế sườn ngâm trong cái hỗn hợp nước ấm, muối với lại hành đập dập như vậy, để khoảng chừng 15-20 phút rồi đem ra xả rửa lại nè, sạch sẽ là thơm luôn các bạn. Bây giờ lấy cái củ cải ra đem cắt đoạn nè. Đó, mình cắt dày dày để lát nữa mình nấu cái nước hầm. Rồi củ hành tây nè đem ra chẻ đôi nè. Cái bắp tươi thì mình đem ra mình cũng cắt đoạn luôn. Đó, để lát nữa mình hầm nước cho nó được ngon, thơm và nó ngọt. Thì mình cắt đoạn khoảng chừng 2cm cũng được các bạn. Hành lá nữa nè, đem ra các cái đoạn gốc để riêng. Còn lá đem ra các mỏng để lát nữa mình nêm vô sau cho thơm. Ngò rí nè, cũng đem ra cái gốc các xong đập dập như vậy nè. Đó, để riêng lát nữa mình nấu cái nước hầm cho thơm. Rồi, còn lá đem ra cũng các lát mỏng luôn. Tỏi đem ra mình cắt đôi này. Đó, thì mình chuẩn bị khoảng chừng 25g đem ra cắt hết luôn các bạn. Hành tím mình lấy khoảng chừng 15g đem cắt đôi như vậy. Còn lại bao nhiêu thì mình đem ra cắt lát mỏng hết luôn. Đó, để lát nữa mình làm cái hành phi. Rồi bây giờ cái sườn mình đã ngâm được khoảng 20 phút rồi đó, đem ra xả rửa lại nè. Mình ngâm nó ra cái nước bóc dừa rồi mình vớt ra như vậy nè. Rồi tiếp tục cho vô xả rửa lại thêm một nước nữa nè. Mình ngâm xong rồi kim mình xả mình rửa lại như vậy thì giúp cho cái miếng sườn nó được thơm, được sạch và nó được ngon luôn các bạn. Mình không cần phải trần nước sôi nha. Rồi như vậy là mình đã sơ chế xong cái thịt sườn rồi nè. Tiếp theo cho cái tôm khô mà đã ngâm được khoảng chừng hơn 20 phút rồi đó qua cái rây lọc. Rồi xả rửa lại với nước nè. Mình ngâm cho nó ra cái nước dơ bám ở bên ngoài rồi cái mình xả như vậy là nó được sạch đó các bạn. Rồi cho ra chén nè. Bây giờ mình bắt chảo lên, cho vô ra là 25g tỏi mình cắt đôi lúc nãy đó, cho hết vô. Hành tím khoảng chừng 15g. Tôm khô cho vô luôn nè. Rồi mình bật lửa vừa, rang cho thơm lên nha các bạn. Đó, rang cho lửa vừa. Lúc này mình thấy nè, cái tỏi á bắt đầu xém cạnh, có cái mùi thơm của tôm, hành, tỏi. Đó, như vậy là được rồi nè, tắt bếp nha. Sau đó mình bắt cái nồi lên cho nước lọc vô chừng 3 lít. Rồi cho cái thịt sườn lúc nãy mình đã sơ chế sạch rồi nè, 800g cho hết vô. Cái bắp tươi nè. Củ cải trắng nè. Thêm gốc ngò rí đập dập nè. Củ hành tây mình đã cắt đôi nè, củ lớn khoảng chừng 180g. Cái nồi nước đã sôi mạnh lắm luôn nè. Mình sẽ vớt sạch bọt nha. Mình cứ để nước cho nó sôi mạnh như vậy nè, rồi hớt cho nó sạch bọt là được nha các bạn. Cho vô cái hỗn hợp hành, tỏi, tôm khô đã rang lúc nãy nè. Cũng tiếp tục hớt bọt để cho nó trong nước á.
hớt sạch bọt luôn nè. Rồi kia bây giờ giảm lửa xuống vừa vừa đó, vừa vừa như vậy nè. Kia mình để đây mình nấu cho nó sôi lăn tăn như vậy nè, khoảng chừng một tiếng, để giờ cho thịt sườn chín và củ quả ra cái nước ngọt ngon, rồi lát nữa mình nêm nếm sau nha. Ở trong thời gian chờ mình lấy cái nấm mèo ra, đem cắt sợi dài như vậy nè, rồi cũng đem đi băm nhỏ nha. Đó, mình ngâm nổi xong rồi mình rửa sạch rồi mình sơ chế như vậy. Cho qua cái tô thịt giò sống nè, để mình ướp luôn. Lấy một góc hành đập dạp cũng cắt nhỏ cho vô để mình ướp kia thịt giò sống nè. Thêm hành lá khoảng chừng một muỗng canh. Rồi nêm hạt nêm nửa muỗng cà phê vô nè. Đường một muỗng cà phê. Tiêu xay một nửa muỗng cà phê nè. Đó, mình chỉ cần ướp đơn giản như vậy các bạn. Giò sống mình mua về rồi, để trong cái ngăn mát tủ lạnh đó, để cho thịt nó được tươi. Đó, khi nào mình nấu mình lấy ra trộn như vậy nè, để cho nó được có cái độ dai ngon nha. Dập mạnh như vậy nè. Kia để đây, lát nữa mình nấu cái nước hầm xong rồi cho vô nấu chung luôn nha. Mình có chuẩn bị trước một cái thau nước nè, cho nuôi vô để mình ngâm nha. Để lát nữa nó nở lên rồi á, khi mình luộc cho nó được nhanh chín. Đó, cứ để đây, mình ngâm khoảng chừng 20 phút rồi đem luộc nha. Trong thời gian chờ mình làm hành phi nè, cho nửa cái chén dầu ăn vô trong cái chảo nè. Hành tím cắt lát nè, khoảng chừng 60g cho hết vô. Rồi, khi mà để lửa vừa như vậy á, đảo đều cho cái hành tím nó được vàng thơm lên là được á các bạn. Mình làm thấy nó đã vàng như vậy được nè. Rồi cho ra nha. Rồi, kia nuôi mà đã ngâm khoảng chừng được 20 phút rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình lấy ra để đem đi luộc nè. Cho qua cái nồi nước nè, mình đổ nước nó hơi vừa sắp sắp cái nuôi là được nha. Khi mình bật lửa lớn lên để cho sôi, mình luộc được khoảng chừng vài phút là nuôi nó chín nha các bạn. Mình luộc được 3 phút rồi đó. Sôi như vậy, cái nuôi cũng đã chín mềm. Được đó các bạn, mình lấy ra nha. Cho qua cái thau nước nữa nè. Đó. Rồi kia mình đảo. Đó, đảo vài vòng như vậy. Rồi kia mình vớt ra luôn nha các bạn. Rồi cho qua cái rổ để cho ráo nước nè. Để chống dính thì mình cho ít dầu ăn vô. Đó, cái dầu hành phi lúc nãy các bạn. Sau đó sắp đều như vậy. Rồi để đây lát nữa mình nấu cái nước hầm xong rồi mình dọn ra ăn là được rồi đó. Quay lại cái nồi nước hầm của mình đã nấu được chừng hơn một tiếng rồi đó các bạn. Lúc này mình vớt cái củ hành tây ra nha. Vớt luôn cả cái gốc ngò ra luôn các bạn. Khi mình vớt xong rồi cái lúc này bên trong nước mình thấy nó đã cạn xuống. Mình nấu từ đoạn trên này cạn xuống còn nhiêu đây. Châm thêm nước vô chừng một lít nước đó các bạn. Nước nóng nha. Rồi cái mình múc cái giò sống lúc nãy mình tạm ướp xong rồi đó cho vô. Thì mình sẽ vào viên hay là mình múc theo từng muỗng như vậy cũng được các bạn. Đó, cũng đơn giản, cứ múc cho vô. Cho hết vô luôn nè. Đó. Mình đã nấu được khoảng chừng 4 phút rồi nè. Mình canh cái lượng nước nó còn lại khoảng chừng 3 lít. Rồi bây giờ nêm nếm vô nha. Muối một muỗng canh nè. Hạt nêm mình cho 2 muỗng canh đầy luôn nè. Thêm bột ngọt nửa muỗng cà phê. Đường cát trắng nè, cho vô 2 muỗng canh luôn. 2 muỗng. Đó, mình chỉ cần nêm đơn giản như vậy các bạn. Để cho sôi lên rồi kia mình nếm lại thử vừa chưa, rồi tiếp tục canh chỉnh, nêm cho vừa, đậm đà luôn nha. Kia mình nếm nó cũng vừa đậm đà lắm rồi đó, nhưng để mình thêm khoảng chừng 3 muỗng canh nước mắm nữa nè cho đậm vị với lại cả thơm. Khi miếng thịt sườn cũng đã chín mềm, thịt viên giò sống á, mình nấu nó cũng đã chín luôn các bạn. Cái nồi nước để mình ăn với nuôi thì đã xong rồi nè. Bây giờ mình chuẩn bị dọn ra ăn được rồi đó. Cho nuôi ra cái tô nè. Mình thì mình ăn bao nhiêu mình cho bấy nhiêu nha các bạn. Thêm trứng cút nữa nè. Đó, sau đó mình sẽ múc thịt sườn chan lên nè. Thịt viên giò sống nữa nè. Đó, mùi thơm rất là hấp dẫn luôn các bạn. Thêm khoanh bắp nữa nè. Rồi chan cái nước nóng nóng vô để mình ăn cả được ngon nha các bạn. Món này chỉ cần nấu xong rồi dọn ra ăn nóng nóng như vậy nè, rất là hấp dẫn. Thêm ít kia lá hành, lá ngò rí nữa nè. Nêm hành phi nè. Và ít kia tiêu xay nữa là xong rồi các bạn.
Như vậy là món nuôi nấu sườn heo của mình đã xong. Bây giờ họ xin mời các bạn dùng nha. Để mình múc lên rồi ăn thử coi nó sao nè. Hãy xin mời các bạn. Mình thêm miếng sườn nữa nè. Thịt mềm, thơm, thấm gia vị, ngon lắm các bạn. Để mình ăn cái thịt viên thử coi nó sao nè. Vừa ăn lắm luôn. Có độ giòn sực sực của nấm rơm, hấp dẫn lắm đó các bạn. Để mình chan thêm ít nước mắm, ớt cắt lát nhưng mà lên cho nó đậm đà, cay cay ngon nha. Thêm ít kia giá sống nữa nè. Rồi, xin mời các bạn nè. Với cách nấu đơn giản như vậy, mình có được một cái tô nuôi ăn rất là hấp dẫn. Cái nước dùng mà nè, ngon, ngọt, thanh nè. Cái thịt sườn mềm, thơm, thịt viên á, có cái nấm á, giòn thực sự, thơm, ăn đậm đà, rất là hấp dẫn luôn các bạn. Đặc biệt là mình có cái nước hầm á, ăn kèm với nuôi dai dai nữa, rất là ngon. Thêm ít cái lát ớt cay cay nữa nè. Bỏ giá sống vô ăn giòn giòn. Thêm hành lá ngòi rí kết hợp lại, ăn trong cái tô như thế này, rất là tuyệt vời luôn. Thì video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay, vui thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui nha các bạn. Bây giờ xin chào tạm biệt các bạn nha.